các bạn khoét sao cũng được, miễn sao là nó vừa cái đây là được. Xong bạn dán keo lại. Cái mạch này mình các bạn lên cái link Shopee, bạn ghi là mạch sạc cho điện thoại từ 5 đến chuẩn định sạc sạch nhanh điện thoại 12V là nó sẽ ra cái mạch này. Chào các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mạch mình tự làm, là cái mạch để sạc điện cho điện thoại trong lúc mình đi đi phượt, đi du lịch, đi đi ra ngoài mà mình không quên mang theo cái cục sạc, hoặc là không có cục sạc thì mình chỉ có cục sạc dự phòng không. Mình sẽ dùng cái mạch này, mình sẽ sạc, mình sẽ cắm vô bình ắc quy của 12V của xe máy á, để mình sạc cho cái điện thoại mình. Cái mạch này, hoặc là mình cắm cái bình nào cũng sao nó 12V là được. Như vậy cái mạch này nó có dao động từ từ 5V đến 36V lận. Bây giờ mình sẽ mở ra coi cho các bạn coi nha. Cái mạch này mình dùng cái sơ đồ này, cái hộp này mình dùng hai mạch. Cái mạch này các bạn, cái mạch này mình có để mình đã có một video riêng để quay cái mạch này, là cái mạch này cho các bạn coi. Đây là cái mạch sạc 300 nha các bạn, mạch sạc nhanh từ 36V đến 32V. Đó, nó ghi 6V 32V, nó có hai chân âm dương, mình có chữ hàng đó được là được. Nó có led báo nó để sáng lên, khi có điện nó sẽ sáng lên cho mình biết là mình mua hai cái để mình lắp vô cái mạch đem sạc lần hai điện thoại luôn. Cái mạch này nó có chế độ sạc nhanh 300 cho điện thoại Android. iPhone cũng có thể sạc nhanh được, nhưng mà mình đã cắm thử thì mình sẽ không có thấy, nó không thấy hiển thị chữ sạc nhanh giống như cái điện thoại Android. Này cái mạch này mình cho bạn coi rõ này, có thấy rõ không? Nó cái mạch này rất tiện lợi luôn các bạn. Mình đi xa, mình không có đi đi theo cục sạc á, thường xuyên đi mình đi ngoài vùng mà không có điện á, thì mình sẽ có dùng cái mạch này, mình cắm mình ắc quy mình dùng rất tiện. Cái con này thì mình mua về, mình mua cái hộp này ở ngoài 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 tiệm điện nha các bạn, nó bán cho mình cái hộp nhỏ nhỏ vậy nè. Đó, mình mua về mình lắp vô, mình khoét hai lỗ ngay chỗ đây, quy định này để mình nhét vô. Các bạn khoét sao cũng được, miễn sao là nó vừa cái đây là được. Xong bạn dán keo lại. Cái mạch này mình các bạn lên cái link Shopee, bạn ghi là mạch sạc cho điện thoại từ 5 đến chuẩn định sạc nhanh điện thoại 12V là nó sẽ ra cái mạch này. Hồi trước mình mua là khoảng 30 ngàn một mạch. Đó là mình mua trong nước, còn mình mua nước ngoài thì rẻ hơn, hai mấy ngàn một mạch. Cái mạch cái chi tiết nha các bạn, mình coi này. Thì nó có hai cái chỗ đây. Con thấy rõ bên đây là nó có hai dây âm dương này, mình hàng vô thôi. Hiện tại mình xài hai mạch, còn cái diode này là mình mục đích của nó là để mình xài, ví dụ như các bạn gắn gắn vô cái cực của điện ắc quy á, thì bạn không cần phân biệt là cực cực nào trơn, bạn cắm cắm cực âm cực dương gì cũng được, nó đều sạc được qua cái này. Chứ nếu mà không gắn diode á thì cái mạch này nó cũng có vẫn vẫn có cái con vẫn có con diode để ngắn ngắn dòng cho cái mạch này, nhưng mà nếu mà bạn gắn cực sai cực thì nó sẽ không có hoạt động, cũng đúng đúng cực nó mới hoạt động. Nên đi cả tiếng vấn đề này thì các bạn nên gắn một con đi diode cầu vô đây, đi cầu để nó nắng dòng lại, để nó mình cắm cắm cực nào nó cũng được hết, mình không phân biệt là cực nào cho cái dây này.
Bởi vì cái mạch này nó dùng dùng cho công suất nó lớn đó, từ nó nén dòng từ 5 đến 3 6 năm nên nó rất là nóng luôn cái cây luôn. Nên các bạn khi dùng mà khi nếu mà dùng một mạch đó, thì bạn mua loại diode cầu cầu mà là tròn tròn ấy, cũng được. Còn nếu mà thì còn đối với mình xài hai mạch một lần luôn thì mình gắn một con diode cầu vuông này cho công suất nó cao hơn để nó khỏi bị nóng bị quá tải. Mình sạc một lúc được hai điện thoại luôn, hai điện thoại mà sạc nhanh được luôn nha các bạn. Vì cái mạch này nó khá nóng nên cái đi cầu này nó nóng nên mình đi cầu này nó khá nóng nên các bạn mình khoan mấy cái lỗ này này trước mấy lỗ sau mấy lỗ đặng đặng khi mình đi á, đi gió nó thổi qua đây nè xin nó làm cho mát cái mạch này nó không bị nóng. Trước mình đã đi thử rồi mình sạc sạc nó không có nóng gì trơn, sạc rất nhanh luôn, khoảng 1 tiếng hồ đầy cái điện thoại của mình từ 10% pin đó. Bây giờ mình sẽ cắm thử cho các bạn coi nha. Vì là cái này nó không có gì là phức tạp hết đó, chứ các bạn chỉ gắn mua cái hộp gì bằng khuyết hai lỗ này cho vừa cái đầu USB này bằng bỏ bỏ vô rồi dán keo lại thôi, chứ không phải chế trái gì nhiều, rồi gắn cái đi cầu lại. Còn các bạn phải cách cách điện cho mấy cái cần này là khỏi nó khỏi phải chạm là được. Còn cái này thì các bạn có thể tùy các bạn muốn muốn làm kẹp cũng được, hoặc là muốn làm cái cháu hình chữ L này chữ V này gặp cũng được, mình làm kẹp cho nó tiện. Thì mình không có gì phức tạp nên mình không có review gì nhiều cái này, nhưng mình sẽ test các bạn coi. Bây giờ mình test cái đèn đó nó hoạt động thế nào. Đây là cái cục cục sạc dự phòng của mình nha các bạn. Cục sạc dự của mình là siêu to khổng lồ luôn, sẵn tiện mình review cái này luôn. Cái này mình làm cũng khá là lâu rồi, mình làm cũng được năm rồi rồi, mình dùng 30 viên pin lithium loại Samsung 30T này này, 11700 này. Đó. Nói chung là mình sạc một 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 ngày thì mình xài một tuần liên tục luôn mới hết cái này cục này nha các bạn. Đó, cái này nó có mình cái này mình muốn tích hợp cái mạch đó luôn này, cái mạch này này mình nhắn không nó sẽ sáng cái này thì mình nhắn đây này thì nó sẽ hoạt động đó, mình nhắn tắt thì nó sẽ không hoạt động cái mạch này. Bây giờ mình sẽ test cái thì mình test cái dòng điện điện có nó hoạt động không trước đó cho các bạn. Giờ mình ví dụ đây là cực 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 dương đi, cái mực dương đó. Cắm một cực dương là bị gì rồi, thế nó bị gì đó các bạn, để mình coi lại coi. Mình bỏ ra ngoài đi, mình test lại cái khác đi. Cái này đây cái mạch là cũng là 12V của mình luôn, mạch dự phòng luôn. Này nó hoạt động nha các bạn. Mình cắm giờ mình sẽ cắm ngược lại thử nên nó có nó sáng không. Nó vẫn hoạt động bình thường nha các bạn. Thì mình cái con diode cầu này nó chuyển đổi mạch, chuyển đổi dòng điện sai chiều thành một chiều, nên cái mình cứ gắm chiều nào cái chân của chân sai chiều nó cũng ra một chiều trơn. Nên cái mạch này mình không có sợ lộn. Bây giờ mình sẽ cắm trước cái đèn cho nó hoạt động không. Thì mình sẽ test lại cái trên điện thoại sau. Thì mình sẽ cắm cái mạch cái đèn 5V này. Nó sáng rồi các bạn. Mình có thể xài cái đèn này, ví dụ mình có đèn 22V mà có đèn 5V này thì mình cứ dùng cái đây. Mình lúc cúp điện á mình lấy ra mình xài cũng được,
mình gắm đèn lại vô nó sáng, mình gắm hai đèn vô luôn một lần luôn nó sáng kinh khủng luôn. Gắm đây à, nó cũng sáng em. Trường nóng không? Không nóng là mấy, nếu mình nếu bạn sạc bằng bằng điện thoại á, nếu sạc nhanh thì nó sẽ nóng cái này nè, cái mặt đây nó không có nóng đâu, nhưng mà nó chỉ nóng cái cục con đi ớt cò thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi test cái mặt này bằng trên xe máy cho mình cho bạn coi nha. Thì cắn đại dụng sắc mình không phân biệt cực cực của bình, mình cắm cái dây nào cũng được, hai cực của bình đó sáng. Nó sáng lên vậy đó. Rồi mình sẽ cắm dây sạc vô. Nhiệt cái trước. Test trên iPhone được. Đây nè. Lúc ra mình chuyển qua với đi khác iPhone không hiển thị sạc nhanh, nhưng chẳng sạc thôi. Mình xin thử chuyển qua cái cực khác thôi.